nhiều. Phần trình diễn ấn tượng của nghệ sĩ saxophone Kim Sơn cùng ban nhạc anh em của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hải Dương, và cùng quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị chào đón sự trở lại tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Anh. Xin mời. Bây giờ sẽ là một sáng tác nằm trong album của ca nhạc sĩ Thịnh Suy, ca khúc Một Đêm Say ạ. Xin mời cả nhà mình cùng lắng nghe ca khúc này. Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói em yêu anh. Khi em còn trong hơi thở, lại gần hơn em đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi hai má em hay hay, em nói em sẽ tiếng đàn về lại gần hôn em đi. Lại gần hôn em sẽ để anh mặt trời. Lại gần hôn em, hay anh nghe em chơi vơi. Giờ còn đôi ta, nghĩa là núi đây là nhà. Giờ còn đôi ta, anh có muốn đi thật xa. Ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chỉ anh ơi. Bao nhiêu yêu thương trên đời, lặng ngọt trên tiếng đàn về lại gần hơn em đi. Lại gần hôn em sẽ đến anh mặt trời. Lại gần hôn em, hay anh nghe em chưa vơi. Giờ còn đôi ta, kia là nơi đây là nhà. Giờ còn đôi trên đời, xin nghĩ lắm chỉ anh ơi. Bao nhiêu yêu thương trên đời, đã từng nói chuyện đôi. Xin được cảm ơn Hồng Anh với ca khúc rất tuyệt vời ngày hôm nay. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình xin giới thiệu, kính mời là sự trở lại của nam ca sĩ Mạnh Hùng. Xin mời. Vâng, và ca khúc tiếp theo Mạnh Hùng xin gửi tặng đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Minh Min mang tựa đề Chỉ Còn Những Mùa Nhớ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lòng. Cứ một lần em chẳng quan, cứ thế xa xa mãi. Chương trình xin mời tất cả quý vị. Chúng ta tiếp tục được chào đón sự trở lại của câu lạc bộ dân vũ dân chủ Tứ Kỳ.
falling in the sand. Be the face where